Bác ơi, em thấy nhiều bé phải nạo lần hai là sao vậy ạ? À? Cái này nạo ve mà phải nạo lần hai thường á là vậy thường là nạo sót. Lần một nạo sót, hen. Chừa lại cái mô của ve sau đó nó phát triển nó to lại. Thì nạo sót thì có thể có những cái lý do sau. Thứ nhất là phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ thứ hai là phụ thuộc vào cái dụng cụ của cái bệnh viện đó nhiều khi chỗ đó nó thiếu thốn nó không có đủ dụng cụ hiện đại đó nó mổ theo kiểu mà kiểu cũ kiểu cổ điển hồi xưa là người ta nạo bằng thìa mua ha với cái kính mà kính mà mà mấy bác sĩ răng hàm mặt người ta hay kiểm tra sâu răng đó, thì thường là nạo bằng cái đo thìa mua xong rồi rồi đốt bằng đốt điện ha thì nó sẽ khó cái quan sát cái cái chỗ cái cục VA cho nên nó dễ bị sót ha nhất là cái cạnh hai bên mà cái gờ vòi á nó rất là dễ bị sót cho nên là có một số trường hợp là phải nạo VA lại thường bây giờ người ta nạo VA người ta một là người ta nạo VA dưới nội sôi nha ha tức là người ta có cái máy nội sôi người ta nội sôi người ta sẽ quan sát rất là rõ cái mô của cái ve và người ta đạo đúng cái ve thôi nó không sâu và nó cũng không có nông không để lại sót cái thứ hai người ta có cái máy hãy cầm máu tốt nữa nó là cái cốp later hoặc là cái plasma nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái máy này nó rất là mất tiền ví dụ như cái cốp later đi cách đây 5-6 năm thì cái máy cốp later nó dài trăm triệu nha nó khoảng bốn năm trăm triệu còn plasma thì nó gần khoảng là 8 900 triệu mà quan trọng là cái đầu á cái đầu để nạo á ha nó nó không có dùng hoài được sau đó phải thay đầu mới mà mỗi cái đầu mới á là nó có giá vài triệu một cái đầu mới nữa cho nên là cái chi phí mà mổ mà nạo VA bằng Lasma hoặc là cái tơ rồi sử dụng thêm cái máy nội sôi nữa ha đã, ha, nội soi có thể là nội soi đường mũi hoặc là đường họng tùy theo là em bé lớn hay là bé nhỏ nha đó thì chi phí nó đội lên rất là nhiều cho nên một số nơi người ta không có đầu tư cái máy đó ha tại đầu tư là lỗ không có tiền bù lại mua máy thì người ta mổ theo kiểu cũ